Sáng ngày 7 tháng 5, nhiều người đã đến khu bộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và có cả những chiến sĩ Điện Biên năm xưa cùng các đoàn thể và người dân khắp nơi trong cả nước đã đến đây thăm viếng, thắp nén nhang để bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với người đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người được mệnh danh là linh hồn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Khoác trên mình những bộ quân phục, đoàn cựu chiến binh quân khu Trị Thiên B4, B5, quân khu 4 tại Quảng Bình nghiêm trang dâng những nén hương lên phần mộ đại tướng. Ai cũng thể hiện sự kính trọng đối với vị đại tướng của dân tộc. Đoàn người đã đứng mặc niệm trước mộ đại tướng. Chúng tôi là những cựu chiến binh, là những lớp sau để đến tri ân vị đại tướng lừng danh của đất nước, đứng trước vong linh của là đại tướng. Chúng tôi nguyện học tập theo Bác và đi theo con đường Bác đã chọn. Mang màu xanh áo đoàn, hàng chục đoàn viên thanh niên tỉnh đoàn Bình Định đã vượt hàng trăm cây số về dâng hương, viếng thăm, tri ân đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đứng trước anh linh đại tướng, đoàn thanh niên Bình Định hứa sẽ luôn tiên phong, xung kích, nỗ lực vượt khó để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao phó. Hôm nay thì ban bộ tỉnh đoàn Bình Định thì tổ chức đoàn công tác về nguồn thăm các địa chỉ đó, đặc biệt là nhân cái dịp 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thì đoàn công tác thăm sườn ghế viếng mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, một đại tướng của dân tộc đã làm nên những chiến thắng cho dân tộc, thì rất là vinh dự và đại diện của tuổi trẻ Bình Định để đến đây và thắp những nén nhang thành kính lên đại tướng và thể hiện sự lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những thế hệ cha anh cũng như anh hùng đi trước đã hy sinh vì tổ quốc cũng như là có những công hiến to lớn để cho đất nước và được hòa bình, và tuổi trẻ hôm nay sống trong hòa bình, độc lập, tự do và để có cái môi trường thuận lợi để phát triển và công hiến cho đất nước trong thời gian tới. Theo ghi nhận, mặc dù lượng khách đến viếng thăm dân hương tăng cao, nhưng công tác quản lý, bảo vệ và hướng dẫn được thực hiện rất tốt, giữ được không khí trang trọng, lịch sự và trật tự. Càng về trưa, dòng người đến viếng đại tướng ngày một nhiều hơn. Tất cả kính cẩn, xếp hàng dưới sự sắp xếp, hướng dẫn của lực lượng bảo vệ bộ và từ từ tiến lên mộ đại tướng viếng thăm dân hương.